Sang, Konnichiwa Xin chào các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay Hôm nay chúng ta sẽ học một câu, câu mới nói về Sugimasu là làm quá làm quá sức một việc gì đó Hoặc là Động từ thể mas và sui nì cười Là làm một việc gì đó là khó hay là dễ Chúng ta vào bài học hôm nay nhé Thứ nhất là động từ thể mas Hoặc tính từ đuôi y Không có y Tính từ đuôi na không na Sugimasu Seikimasu để biểu thị sự vượt quá giới hạn cho phép của một hành vi hoặc một trạng thái. Chính vì thế, một câu này được dùng để nói về những điều không tốt. Và seikimasu là động từ nhóm 2 có cách chia theo của động từ ở nhóm 2. À, ví dụ như yob Osaka no me no ta là buổi tối hôm qua tôi đã uống quá nhiều rượu. Konose tai wa oki Cái áo len này thì lớn quá hoặc là sai no kuruma wa sổ ga kantan tan sugite ấn ga omosiro kunai des là xe hơi ở thời điểm gần đây á là bởi vì cái uh, thao tác lái nó quá đơn giản bởi vì thao tác nó quá đơn giản cho nên cái việc lái nó không, không còn có thú vị, không còn hấp dẫn nữa không còn thú vị nữa ikura suki demo nomi nomi sugito Colorado này và Cho dù có thích đến đâu nữa thì có việc thì cái việc uống quá nhiều sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Và động từ thấy must thêm giả sư đẹp hoặc là ni dùng để biểu thị một việc dùng để biểu thị việc làm một việc gì đó là khó hay là dễ còn nó ba số con qua cây giả sư đẹp cái laptop này thì dễ sử dụng Tokyo qua Sumi ni kui desu. Tokyo thì khó sống. Dùng để biểu thị tính chất của chủ thể, có thể là người hoặc, hoặc là dễ hoặc khó thay đổi, hoặc biểu thị một việc gì đó là dễ hay khó xảy ra. Ví dụ như Shiroi sa chiều và dầu gore và desu. Cái áo màu trắng thì dễ bị bẩn. Tiếp theo, và sui và ni kui có cách chia giống như tính từ đuôi y Kono kushiri wa sato ireru to no mi yasuku narimasu yo. Cái thuốc này á nếu mà chúng ta thêm đường vào thì sẽ trở nên dễ uống. Kono kopu wa ware ni ware ni kukute anzen et yo. Các bạn chú ý là có hai chữ cư ở đây nhưng mà không phải là dư đâu mà nó là cách chia của động từ. Ware ni kui thì chúng ta chuyển thành ware kuku và và đây này cư thì chúng ta sẽ chuyển thành và đây này cư cư tê có nghĩa là bởi vì cái cốc này thì không có dễ vỡ cho nên rất là an toàn tiếp theo là động từ simat simat đứng trước tính từ đuôi y không có y và chuyển thành cư tính từ đuôi na không có na thêm ní và danh từ thêm ní nếu như cư hay ní Narimas ở bài trước để biểu thị việc biến đổi của một chủ thể thì cư ní Simas sẽ biểu thị ai đó làm biến đổi một đối tượng nào đó. Ví dụ như ô Okiku Smart là làm cho âm thanh nó lớn hơn hoặc là Heyo Kire ni Simas làm cho cái nhà đẹp hơn. -no ham Hambung ni Simasta tôi đã giảm một nửa cái lượng muối tiếp theo là danh từ ni si dùng để biểu thị sự lựa chọn hoặc quyết định hệ do hệ do và ni si matka chưa in ni si bạn chọn phòng đơn hay là phòng đôi cái ghi qua asta ni Simatka cái buổi họp đó thì được quyết định vào ngày mai tiếp theo là tính từ đuôi y không y chuyển thành cư và tính từ đuôi na không na thêm ní cộng với động từ khi biến đổi tính từ thì chúng ta dùng các khóa từ tương ứng như là và sai ô cổ ma kitte kura sai sai ô koma ma cổ kitte sai là hãy cắt nhỏ rau củ quả đi nhé đến mizuwa mì ta sẽ trừ ní là hãy sử dụng điện và nước tiết kiệm bài hôm nay chúng ta lại được học thêm mẫu câu mới về làm quá một việc gì đó hay là việc gì đó làm một cách dễ dàng hoặc là khó khăn các bạn hãy luyện tập thêm ở phần trên siêu b và c cũng như bằng bài tập phía sau để hiểu rõ hơn nội dung của những mẫu câu này nhé tiếp sau đó các bạn nhớ vào phần tài liệu và nghe thêm cách sử dụng cũng như là uh, những mẫu câu mới trong đường hội thoại ta để có thể áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày vẫn một câu nói cũ muốn nhanh thì phải chậm cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chúc khoa học tốt